220. Để gọn nó bên đây. Rồi. Tiếp theo mình hàn cái nguồn 12V vô, chấm cho nó nhiễm than chì một cái. Hả? Rồi. Cái hàng đúng cực nha các bạn. Đây là đen, là mình phân biệt đen là nguồn âm, vàng là nguồn trừ. Lúc nào đen nó cũng nguồn âm. Trong cái giải cái trong cái quy định của điện. Thì đây nhìn nguồn âm là cái mạch này mình tự làm này mình biết. Nhưng mà các bạn đấu thì các bạn theo cái chân tụ này. Tụ nó cũng có cực mà, cực dương và cực âm nè. Đó. Dương âm. Đây là âm nè. Đấu chính xác. Để mình ra mình quy ước nó không chính xác này. Cho thêm mấy miếng chì. Rồi đã xong, bây giờ mình cho cái kẹo vô luôn cho nó bám vô chỗ này cho chắc, cho nó nhúc nhích đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhiễu vô mấy cái chỗ này cho nó chất lượng nha bạn, cho nó cứng. Rồi bây giờ sẽ thử nguồn nha bạn, thử nguồn cho bạn xem nè. Là nguồn 12V. Thử nguồn dùng cái đồng hồ để đo. Đây là cái đồng hồ để đo. Đo nè. Nó là đồng hồ đo được ampe dòng của motor đang chạy luôn nha các bạn. Hồi mua im á, lúc mình mua 400 mấy. Mua cũng lâu rồi, mua lúc thời mình còn đi học. Rồi bây giờ mình sẽ ghim nguồn vô nè. Em nguồn vô nè, em nguồn vô nghe các bạn.
đây là cái công tắc này. Đây công tắc. À, đây là nguồn 220. Đó vô đây thì giờ mình bật công tắc lên đèn nó sẽ sáng, mới phật sáng lên nè. Giờ đèn nó tắt từ từ do cái tủ nó còn tích điện á. Giờ muốn đèn nó tắt liền á thì mình chập hai cái này lại đèn nó tắt liền. Nó tắt liền. Tại tủ nó còn tích á. Rồi bây giờ mình ngủ mở nguồn lên nè. Mở nguồn à. Đó, đèn nó sáng à. Do mình lắp cái mạch chỉnh lưu này là mình có lắp thêm cái đèn led. Thì đèn led này mình lắp đơn giản thôi, dùng con chở 1 kg hay 3 cho 1 kg rồi lắp song song với lắp nó tiếp với đèn rồi lắp song song với nguồn hai cái nguồn đầu nguồn của nó là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái nguồn ga này. Nguồn ga mình đưa cái đồng hồ về thang quê trừ quê một chiều nè. Đây là quê một chiều, trên đây là quê xe chiều, ở đây để là DC nè. Đây nó để DC nha, dặn lên thì để AC ô tô á. Rồi mình để DC. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái nguồn ga của nó là 12V. Nãy mình quy ước là màu đen là trừ, màu đen là âm, màu vàng là dương, thì mình đo đúng thôi. Đây màu vàng này mình để vô cái chân đỏ nè, và các bạn xem cái đồng hồ nó hiện 12V. Ui, cái 27V hả? Vậy là cái này mình chưa có chỉnh lưu thì 30V luôn rồi. Quá gì đây? Ý. Nguồn này dao động dữ nha. Ba chục vôn nè. 27V. Nguồn này nó dao động dữ vậy ta. Vậy là cái nguồn biến áp này lúc mình cải biến áp này lâu rồi mình không có xài nè. Giờ mà đem ra mình thấy dây nó cũ cho mình mới thay đó. Vì biến áp này hồi xưa chắc 20V nè, ổn định nè. Nè mình đang giữ nè. Mình đang giữ nguồn ổn định là nó 26.8V. Giờ biến áp này hồi đó tới cao dữ nha ta. Nhưng mà dòng nó không có cao bạn ơi, dòng nó không có cao. Vì cái này mình xài cho cái thiết bị cũng được 27V. Rồi kệ đi. Nhưng mà mình xài cho các thứ 12V cũng được, nó không có cháy. Không lấy vậy nào mình thay cái nguồn 12V khác vô. Nguồn này cao như vậy ta. Thôi, mặc dù nguồn này gì chứ mình có thể mình xài cho các thiết bị 12V được. Ở bên đây cũng dài. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đó, giờ mình rút chuôi điện ra nè. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình nha. Video này cái nguồn này mình dài xài nhận được do cái biến áp này nó cao. Để mình làm nguồn 12V cũng được. Để mình thay cái biến áp 12V cũng được. Nên là để cái biến áp này xài được cũng được, không sao. Mình có thể dùng cái mạch hạ áp chỗ này trước khi qua cái biến cái bộ chỉnh lưu cũng được. Thôi mình video đã dài. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình nha các bạn.